Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư 18 tháng 3 năm 2020, Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có tin phân tích và tin tài liệu. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Võ Thịnh Nhân. Kính chào chúng tôi là Võ Thịnh Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là ngày thứ Tư 18 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi có một số tin cập nhật, tin mới nhất ở Hoa Kỳ thì có 7.301 ca bị nhiễm coronavirus, 116 người chết, nhưng mà chúng ta cũng có tin vui là 106 người được phục hồi và hiện nay trên thế giới thì có tổng cộng là 206.668 người bị nhiễm coronavirus, 8.272 người đã bị chết và 82.889 người phục hồi, à, đó là một cái tin rất là vui. À, bên cạnh đó thì À, chúng tôi cũng được biết rằng là vào ngày hôm qua sau khi mà có một cái tổng kết à, sơ bộ thì chúng tôi được biết rằng Phó Tổng thống Joe Biden à, thắng lớn ở tại ba tiểu bang giống như là Arizona, à, Florida và Illinois à, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Và à, tin mới nhất thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua ông ta muốn gửi 1.000 Mỹ Kim à, cho mỗi người Hoa Kỳ. À, tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch để mà gửi chi phiếu khoảng 1.000 Mỹ Kim à, cho mỗi công dân Hoa Kỳ À, trừ những người có những cái lợi tức cao có những cái thu nhập cao cái vấn đề này là để nhằm hỗ trợ cho một cái chiến dịch chống uh, virus uh, Vũ Hán thì chính quyền của tổng thống Donald trump uh, đang theo đuổi một cái gói kích cầu kinh tế trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim trong đó bao gồm những cái khoản chi 1.000 đô la cho mỗi người dân Mỹ những người mà có lợi tức thấp để nhằm hỗ trợ cho họ để mà họ vượt qua được cái khó khăn uh, do cái nạn mà virus Vũ Hán đang hoành hành trong một cái buổi họp tại Tòa Bạch Ốc vào hôm ngày 17 tháng 3 thì Tổng thống có cho biết rằng kế hoạch có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới và các chi tiết đang được hoàn hoàn thiện tức là đang tìm cách để mà giải quyết nó như thế nào để cho nó phù hợp. Bộ trưởng tài chính của Hoa Kỳ là ông Steven Mnuchin cho biết những người có thu nhập cao sẽ không được nhận cái sự hỗ trợ này. Theo Reuters thì gói cứu trợ 1.000 tỷ Mỹ Kim sẽ bao gồm 50 tỷ Mỹ Kim cho các hãng hàng không Hoa Kỳ bị ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Cùng với là 250 tỷ Mỹ Kim sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, ông Mick McConnell cho biết cơ quan này sẽ duyệt chi cái gói ngân sách khẩn cấp trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim được Hạ viện đã chuẩn chi vào hồi tuần trước. Ngân sách khẩn cấp giúp cho chi trả tiền nghỉ ốm, có lương cho người lao động, mở rộng khoản trợ cấp thất nghiệp và cung cấp gần 1 tỷ Mỹ Kim để bảo đảm lương thực cho trẻ em, người cao tuổi và nhiều nhóm dân cư trong quá trình ngăn chặn virus Vũ Hán. Hãng tin Fox News cho biết thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 đã phản đối mạnh mẽ việc Bắc Kinh hạn chế hoạt động của ba hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ tại Trung Quốc và nói rằng hành động này của Bắc Kinh đã tước đi cơ hội tiếp cận với sự thật của người dân Trung Quốc và thế giới. Và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ viết trên Twitter Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thu hồi quyết định trục xuất các nhà báo và dừng lại việc truyền bá thông tin sai sự thật về virus Vũ Hán. À, trước đó, thì chính quyền Trung Quốc à, trong một tuyên bố nói rằng họ hạn chế hoạt động của ba hãng truyền thông của Hoa Kỳ, bao gồm The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal tại Đại Lục và Hồng Kông. Đây được xem là một hành động trả đũa của Bắc Kinh đối với việc Washington chế tài hoạt động của năm hãng truyền thông nhà nước của Trung Quốc tại Hoa Kỳ và sau khi Hoa Kỳ gây gắt phản đối việc Trung Quốc vô khống cho họ là phát tán virus corona à, cũng như việc tổng thống trump gọi à, cái con virus SARS-CoV-2 là virus trung quốc và tiếp theo thì chúng tôi được biết rằng tổng thống donald trump đang cho soạn một cái một cái sắc lệnh đưa ra các chuỗi cung ứng về kinh tế của hoa kỳ à, về nước một cái vị quan chức lớn của hoa kỳ cho biết ông đang soạn thảo một xác lệnh à, cho tổng thống donald trump nhằm di dời tất cả các chuỗi cung ứng y tế của hoa kỳ ở nước ngoài về hoa kỳ vào ngày 16 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tòa Bạch Đốc, nói rằng Hoa Kỳ hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ là thuốc, mà còn cả vật tư y tế và thiết bị y tế. Nội dung của xác lệnh là phải mang tất cả các chuỗi cung ứng về nhà, tức là về Hoa Kỳ, để chúng ta không phải lo lắng về sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của nước ngoài nữa. Và ông nói rằng, ông cho biết thêm rằng 70% các thành phần được sử dụng trong dược phẩm cao tại Hoa Kỳ hiện nay là đến từ nước ngoài. Ông Navarro không cho biết cụ thể Hoa Kỳ hiện đang phụ thuộc vào nước nào, nhưng các chuyên gia về kinh tế cũng giống như một số chuyên gia từ lâu đã chỉ ra được sự phụ thuộc này của Hoa Kỳ là vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, theo The Hills, Tổng thống Donald Trump trong nhiều năm qua luôn khẳng định rằng nước Mỹ đã quá phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay đã chứng minh được điều đó giờ đây với sự bùng phát của covid-19 trên toàn thế giới có thể khiến quá trình chuyển sản xuất ra khỏi trung quốc được đẩy nhanh hơn nữa trong khi các công ty bắt đầu nhận ra những nguy cơ đến từ quốc gia độc tài này có quá nhiều quyền lực đối với chuỗi cung ứng của họ sau khi bắc kinh đặt ra hàng trăm triệu công dân của họ trước sự cách ly đóng cửa phần lớn các nền kinh tế trong nhiều tuần nhu cầu đa dạng hóa các địa điểm sản xuất đã trở nên rõ ràng đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới và tiếp theo là bản tin về Iran. Truyền thông của Iran cảnh cáo người dân về thảm họa coronavirus. Theo Fox News, chính quyền Iran hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 cảnh cáo rằng dịch coronavirus có thể giết chết hàng triệu người nếu người dân tiếp tục phớt lờ lời khuyên về sức khỏe và an toàn. Phóng viên truyền hình nhà nước, cũng là một bác sĩ y khoa, bà Eslamit, đã đưa ra cảnh cáo nặng nề này ngay sau khi những người biểu tình CIA tập trung ở sân của hai ngôi đền lớn đã bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Bà Eslami nói rằng, nếu người dân không tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch, thì có thể làm sập hệ thống y tế vốn đã rất khó khăn của Iran. Nếu chúng ta không có đủ các cơ sở y tế phục vụ đại dịch, sẽ có 4 triệu ca nhiễm và 3 triệu rưỡi người sẽ chết, bà Eslami cho biết. Iran hiện là quốc gia có số người bị nhiễm và tử vong vì coronavirus cao đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Ý đại lợi. Theo Worldometer, tính tới sáng ngày 18 tháng 3, Iran có 17.361 người bị nhiễm bệnh và 1.135 người chết. Số này tăng 147 người. Sinh viên y tế ngành y ở Ý sẽ tham gia chống dịch coronavirus theo Reuters. Ý sẽ đưa 10.000 sinh viên ngành y sắp tốt nghiệp tham gia vào việc chống dịch. Nhằm giảm bớt khó khăn cho các nhân viên y tế của nước này. Bộ trưởng Bộ Đại học Ý, ông Marfesdi, cho biết chính phủ cho phép sinh viên sắp tốt nghiệp ngành y bắt đầu công việc của mình sớm hơn 8 hoặc là 9 tháng so với dự kiến. Họ sẽ không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc như mỗi năm. Và cuộc khủng hoảng của coronavirus ở Ý đã đẩy các bệnh viện đến chỗ quá tải. Các cơ sở y tế của nước này đang tìm cách để mà củng cố hệ thống của mình, kể cả phải tranh giành nguồn lực với các sở y tế khác trong bối cảnh số người bị nhiễm bệnh toàn quốc tăng nhanh chóng. Số người vì coronavirus ở Ý tăng lên 2.503 người trong 24 giờ qua và cơ quan bảo vệ dân Ý cho biết, trong khi tổng số trường hợp được xác nhận dương tính của coronavirus tăng lên 31.506 so với con số 27.980 một ngày trước đó.